Hello everybody, welcome to Health VKT. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game vui tiền tỷ ha. Một em ma đồng, Nada ma đồng hay. Game đầu vô thì cho chúng ta level 51 à, VIP 10 à, đỡ được một phần chạy nhiệm vụ lên 20 các bạn ạ à. À, thường thì nếu mà không cho thì chúng ta phải mở lên level 20 thì nó mới mở được cái thành chủ ha à, thì vô đây chúng ta mới mua được mấy cái hoạt động rồi nè à, nhận quà, nhận kim cương, nhận vàng, login, túi thần tài đồ ha, rồi hoạt động nạp liên server, rồi quà nạp cái kiểu con đời điểu rất nhiều hả. Ok, 3 giây sau chúng ta nhận tiếp. Rồi thì đầu vô thì nó cho chúng ta là hơn 100 triệu kim nguyên bảo nha các bạn, nhưng mà cái này thì chả hấm háp vào đâu hả, nó khá là ít. Bây giờ chúng ta sẽ đi nhập code và chúng ta sẽ tận hưởng một đống quà nè. Đây, Nada ma đồng khai mở server S27 lôi hần, thời gian ra mắt 10 giờ ngày 17/8/2022. Link game Nada ma đồng .com này, fanpage nè hả, đăng nhập lần đầu nhận ngay VIP 10 cộng 100 triệu kim nguyên bảo cộng 1 SSSSSSSR gì nè, nói chung là 3-4 SR, code like và share, 5 thẻ nạp 10k, 1 thẻ Hanot, 1 thẻ Iron Man, 1 thẻ Hub. Đăng ký để nhận code like, share, comment cái kiểu sự kiện đua top lực chiến 7 ngày top 1, 2 lễ bao 648k, tương đương 1.300.000 xu với cộng với 1.500 thần hồn phách đó, thần hồn phách để đi quay cái túi hần hồn hồn hồng thần gì đó. Đó, top 2. 648.000 xu với 700 thần hồn phách. Top 3 là 300.000 xu, 300 thần hồn phách. Top 4 đến top 10 là 100.000 xu với 100 thần hồn phách ha. Đó. Giờ lấy ở đâu? Nhắn tin admin và lụm code thôi. Đâu rồi? Ok, không thấy. À, trên này nè, trên này nè. Đó. Này, anh em inbox admin là nhận quà nha. Đó, tới ngày, tới tháng thì admin sẽ gửi cho chúng ta code. Nào. Đơn giản không? Nhanh gọn lẹ. Rồi, kéo xuống, kéo lên gì cũng được. Các bạn có thể kéo xuống phần mô tả của video để mà nhận code ha. Ở đây thì chúng ta có hết rồi. Vô thôi. Nào, đâu rồi? Server 26. Bỏ cái này đi. Code tới đâu rồi? Rồi, đi nhập code thôi. Đâu rồi? Đây, code. Rất nhiều code các bạn ơi. À, anh em inbox cho admin để lụm ha. Nào. Đấy, đây là một mớ code nè. À, hình như nhớ không lầm, hình như nhận full đống này thì chúng ta được tới hơn 2 tỷ kim nguyên bảo lận nha các bạn. Nhớ không nhầm là như vậy. Và trong shop bán rất nhiều bét đồ cái kiểu con đà điểu ha. À, giờ đi kiếm mấy bản mà phi bản này mà bây giờ phi nhiều thì hình như là không còn nữa các bạn, gần như là nó bị tuyệt chủng rồi. Và mấy server này hình như là nay là lâu lâu nó mới có ha, mới có server mới chứ không phải là từng nào cũng có. Nói chung là nó hên xui á, thuộc dạng là hên xui á đó, hên xui thôi chứ không phải lúc nào cũng có các bạn à. Rồi đó, có code rồi, nhận quà thôi. Đó, code like xe nè hả. Được 50.000 nạp chứ là 3 tướng. Đó. Member đó, được thêm 50.000 nữa cộng với siêu cấp thú ông. Đó, tiền kỳ trân cát 500 triệu kim nguyên bảo. Đó. Đây thêm 30.000 nữa cộng với chiến thần vô song thời trang. Wow, lực chiến là 2, 4, 6, 8, 380 triệu lực chiến đó, với lại siêu cấp phú ông nữa nha.
À, cứ cho mấy cái code kiểu kiểu về là hôm nè, với lại event chìa khóa vàng nè ha, quốc khánh rương nè ha, đó, 20.000 nữa, đó, 20.000 nữa, còn nữa không? Hết rồi, siêu cấp phú ông với lại tiền kỳ trân cát, đó, vô số quà luôn, nhiều lắm các bạn ơi, đó, nãy giờ đó, một túi cuối cùng. Rồi, ra ngoài nhận quà thôi, đâu rồi, túi đồ của heo. À, mở cái rương quốc khánh đó. Sau đó chúng ta sẽ mở 17 cái túi nạp, tương đương với 170.000, lên được 2.333 tỷ. Ghê, thần hồn phách này là sử dụng mở khóa bet siêu VIP Pro. À, bao nhiêu mới nhận được ta? Rồi, rương event, chìa khóa event, một nồi lon, ngân phiếu nữa nè ha. Rồi, chìa khóa hoàng kim, nó mở ra nữa nè. Tư chất bet, bet tư chất, đó, rất nhiều luôn. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau mở một con, hai con, ba con. Đó, tư chất, lấy con nào ta? Rồi bây giờ chúng ta đi đâu rồi đây thủ hiên quyền nữ, kiếm con nào là 2 4 6 8, 8 là 403 hả, cái con đó là cao nhất rồi đó. Nhưng mà từ từ chúng ta có siêu cấp phú ông đó, một nồi luôn, ok, siêu cấp phú ông nữa nè, đó nữa không đó. Ok, đó. Ủa, mình được bao nhiêu cái siêu cấp phú ông vậy ta? Nên lấy cái đồng tiền vàng chúng ta đi mở siêu cấp phú ông nha các bạn. Theo thấy mở cái siêu cấp phú ông lời lắm luôn á. Đó, được 50 mấy cái vé đổi. Ui dồi ôi. Còn gì đây? Tiền siêu cấp phú ông được 300 hả? Rồi hả? Rồi tiền kỳ trân cát được 490 thì chúng ta mua được gì ta? 490. Rồi chưa được 500 nữa nè, thiếu 10 cái nữa. Mở được con thẻ ám sát. Con đó máu VIP Pro. Đây là gì đây? Không có nên mở người ta. Ha, à, đại phú ông. Ủa. Ủa chúng ta được 10 cái đại phú ông hả? Ý chết, hồi nãy giờ mình lấy cái tiền không đâu có lấy tiền trong cửa hàng đâu. Giờ có 490 rồi, mua tướng gì đi trời, còn thiếu 10 cái nữa các bạn. Tao mà nói xu dữ vậy nè. Lượn một vòng coi ngoài này có cái gì nhận được tiền không ta. Thẻ nạp. Rồi tặng quà kim nguyên bảo. Rồi quà nạp khủng. Đây, quà nạp hồi nãy đó các bạn, hồi nãy chúng ta nạp quà đó. Tiếp hạng thú liên server. Đây, quà nạp. Bây giờ nhận nhiều quá nó méo cho nhận các bạn. Nhận chậm chậm thôi, cái này cũng không có gì nhiều các bạn. Để đó đi. Đây, đi đâu mà kiếm được thêm 10 cái nữa đây. Bây giờ có vé nạp thì ngon rồi. Trương Quốc Khánh, Xu Phú Ông. Rồi thiếu có 10 cái rồi các bạn. Mà giờ méo tìm ra đậu phòng đường. Thôi giờ ráng tìm con nào ghẻ ghẻ coi, 400 mở xài đỡ. Chứ giờ biết sao vậy các bạn. Thiếu có 10 cái rồi mà giờ nó không cho mua, giờ biết sao. 490. Ôi trời ơi, kiếm hôm ra cái nào 400 luôn á. Trời ơi. Cho gì mà ác đạn thiệt chứ. 400, không có con nào 400 hết. 300 cũng không luôn. Ha, nót có con da đen nè. Hết thua luôn, bó tay. Rồi đạo cụ bên này chúng ta cũng mua được nè. Mà giờ mua gì bên này đây? Tư chất bét đồ các kiểu.
VIP tài trợ tính vật phú ông nè hả? Ôi rồi ôi luôn. Shop kim nguyên bảo đồ nè hả? Mạnh mẽ nè hả? Đó, thẻ ngân sức đại vương nè hả? Cái này phù triệu hồi bét nè hả? Rồi ông tiên hả? Tiên ông hả? Anh hùng mình chưa có mở các bạn ơi. Nói chung là bán rất là nhiều ha, thẻ hiếu hạo rồi thần binh rồi nữa nè. Nhưng mà thần binh thì hiện tại mình chưa có mở lấy gì mà xài. Wow, kỳ này game bán rất nhiều hả? Ui man. Wow, thẻ nhân hoàng đấu khí nè. Thần hồn rất nhiều luôn. Hiếu hạo rồi hả, hoàng đế rồi nè hả, bét rồi nè. Đó, kim giác, ngân giác, đại dương nè, đó. Cái này mua được hả ta? Đâu. Thì thánh sư gì nè, ok, mua nè hả. Nó cứ chạy lên với các bạn, cái này mà được nằm yên thì đỡ biết mấy. Buông ra cái đầu nó chạy à, đó. Kim giác, ngân giác, phải là mấy con này không ta? Con méo phải. Ủa vậy cái con đó nó nằm ở đâu? Như là bên hỗ trợ hả? Hỗ trợ đâu phải đâu. Vậy là chưa mở rồi. Vậy là chắc lên 80 mới mở các bạn ơi. Hai. Rồi đây là thời trang nè. 2, 4, 6, 8. Ủa hồi nãy nhớ là nó có phi một cái thời trang nào đó mà ta. Thời trang nào đó lực chiến cũng cao lắm. Mà thôi giờ vô đây có nó mất tiêu ha. Ồ, 380. Ui, cái này. Ôi trời má không có tiền. Đây nè. Chiến thần vô song là cái này nè, Lữ Bố. À, đúng rồi. Mặc vô, danh hiệu. Kỳ chân, dị bảo, gì vô song, gì tà le hết. Rồi, hữu hộ. 2, 4, 6, 8. Con này 500 mấy. Ui. Con này cũng 570 luôn. Nhưng mà quan trọng là mình có bao nhiêu. Chứ để mà mua xong rồi thì đổi xong rồi thì nó không còn nữa thì rồi còn có 56 rồi mấy chú ơi. 56 thì tính ra lấy cái vé đó chúng ta vô đây chúng ta mua. Đâu rồi cái vé đổi. Ủa nhớ cái tiền đó là chúng ta có thể mua được cái vé đổi bét đội tướng rồi mà ta. Nói chung là mua rồi đây nè. Đó, đổi nè, tư chất bét, tư chất hoàng kim nè hả. Cái con này là tư chất gì? Đây, tư chất tư gì triệu. Tư bét tư chất triệu hồi bét vàng hả? Ok. Thần hồn hồn châu thì chúng ta cũng không có. Ok thôi, cái này nói chung là free nhiều lắm các bạn. Các bạn nào có chơi thì tải về ha. Link theo sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Đó, free tới 2 tỷ 3 lần. Đó, rất nhiều luôn. Chúng ta có thể vào shop mua đủ thứ trong này luôn. Đó, rồi ok, nhắc lại thông tin server. Chúng ta có Natam Ma Đồng Open server 27/27. Đó, vào 10 giờ ha. Ngày 17 tháng 8. Ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn.